Chào anh chị cô chú. Trong quá trình anh chị xem clip kênh Hơi Lớn, Hơi Lớn biết chắc rằng thế nào anh chị cũng có nhiều câu hỏi. Và trong đó Hơi Lớn gần đây phát hiện chỉ có một dạng câu hỏi là không biết giờ này tại showroom anh Hơi Lớn thì chiếc xe nào là chiếc xe rẻ nhất. Hơi Lớn thấy cái dạng câu hỏi này câu hỏi hay, tại sao chúng ta không làm một cái clip? Và anh chị thử đoán xem bây giờ thời điểm này có phải Toyota Vios là chiếc xe rẻ nhất tại chỗ anh Hơi Lớn anh đang có hay không? Bữa giờ quảng cáo rầm rầm như chiếc Vios số sàn, xong xuôi giấy tờ trừ khuyến mãi 50-60 triệu chỉ còn lại khoảng chừng 400 mấy 500, chắc chưa? Để biết được là anh chị đoán đúng hay không, chúng ta vào clip đi. Ok, nếu anh chị nào đoán xe Vios thì cũng đúng chứ không có sai. Nhưng mà Hơi Lớn còn có một cái giải pháp hay hơn nữa. Nếu anh chị đặt câu hỏi là đâu là chiếc xe rẻ nhất mà có thể mua được, thì Hơi Lớn trong tuần này đang có chiếc xe Toyota Wigo, Wigo lướt, đó là cái mà Hơi Lớn muốn giới thiệu anh chị. Lý do thứ nhất là mức giá và ngân sách để sở hữu nó. Bởi vì thời gian gần đây Hơi Lớn thấy rằng có rất nhiều khách hàng đặt hàng Hơi Lớn, gọi điện Hơi Lớn kiếm những chiếc xe và chỉ muốn bỏ ra ở tầm ngân sách 350 mà thôi, không muốn vay, mà xe đó về chạy được, chạy ngon, còn mới. Lý do thứ hai là Hơi Lớn muốn giới thiệu với các bạn một chiếc xe này nó còn chất. Đây là chiếc xe Toyota Wigo đời 2020, số tự động nó mới ác chứ, thấy không? Vios hồi nãy hơn 400 mà số sàn, biển thành phố Hồ Chí Minh, chạy được 59.000 cây, xe này còn mới nguyên luôn, mình hùng vỏ còn liền lạc, cứng cáp, màu sắc đẹp đẽ, đồng màu hết. Rồi chắc chắn là không có cắn đụng rồi, chắc chắn là không gặp nước rồi. Cái này Hơi Lớn không cần phải bàn. Máy, động cơ, khoang máy Hơi Lớn cũng coi cho các bạn rồi. Ngon lành cành đào. Nội thất thì khỏi chơi. Và có nhiều option kèm theo nữa. Bây giờ chúng ta vô coi thử coi nó làm sao. Ồ, máy nổ nhảy, êm. Chỉ có 350 triệu, 360 thôi. Mà hả, nhìn từ bên ngoài vô tới bên trong thấy cũng không có gì để chơi được hết. Ở ngoài còn bén, thiết kế đẹp, mẫu mã này cũng chưa thấy cái gì là lỗi thời. Vào bên trong thì chìa khóa thông minh, rồi hộp số tự động nữa chứ, sướng chết luôn. Trong khi chiếc Vios hồi nãy là hộp số sàn. Rồi cũng có DVD, trên vô lăng cũng có phím bấm điều khiển DVD, rồi tăng giảm âm thanh, chuyển đài chuyển đĩa, đồng hồ táp lô nhìn cũng duyên. Thiết kế nội thất bên trong Hơi Lớn thấy cũng hài hòa. Và đặc biệt đó là mình lấy cái xe này thì hả, chủ cũ cũng hào sảng tặng lại cho mình bộ ghế simili nè, dán phim có sẵn nè, lót sàn có sẵn nè, bọc trần có sẵn nè. Nếu mà bạn thích thêm camera hành trình hay là lên đầu Android gì đó, các bạn tới đây đi, không chừng biết đâu anh Hơi Lớn anh tặng cho. Trời ơi, đơn giản mà các bạn. Về chất xe, option, độ tin tưởng Hơi Lớn bao các bạn. Nhưng cái mà Hơi Lớn muốn chia sẻ các bạn là với một cái ngân sách nhẹ nhàng như thế này mà các bạn có thể sở hữu một chiếc xe, nó cũng có đầy đủ công năng của một chiếc ô tô cơ bản, thì đây là một cái giải pháp mà rất là nhiều người cần, rất là hợp lý. Hơi Lớn nghĩ đơn giản là ví dụ như Tết này bạn cũng muốn mua chiếc xe hai bánh xịn xịn như là SH hay là chiếc mô tô gì đó, dân chơi xe đó là thấy cũng 200 mấy 300 rồi đó, thì mấy chục nữa các bạn sở hữu xe này, che nắng, che mưa, vợ con mình ngồi, không sợ khói bụi, có máy lạnh, có nhạc nghe, mà đi nó lại còn an toàn nữa. Tết nhất đi chơi xa được, thoải mái, thì đúng là hợp lý đúng không các bạn? Hay như là anh nào đó, ảnh nản chạy taxi rồi, ảnh muốn ra chạy Grab, làm dịch vụ, tận dụng một cái xe để làm dịch vụ, thì tiền không có nhiều, ngân sách giới hạn, thì càng hợp lý hơn nữa. Tiền bỏ ra thì ít so với mấy cái phương án kia, nhưng mà mỗi cuốc chạy là thu về ăn trọn, cũng đâu có thu thiệt gì ai đâu, khỏi phải lăn tăn cái chuyện mà trả nợ ngân hàng. Ok, vừa rồi là vài cái mô tả so sánh góc nhìn của cá nhân Hơi Lớn dành cho các bạn trong trường hợp các bạn cần một chiếc xe với ngân sách vừa phải. Nói như vậy không có nghĩa là các bạn cứ đổ xô các bạn đi kiếm Wigo bạn mua nha. Vios cũng đang có khuyến mãi lớn, 60-70 triệu. Rồi Veloz cũng có, Avanza cũng có, Rod cũng có. Hơi Lớn vẫn tiếp tục bán xe mới và bán xe cũ song song. Nhưng mà các bạn nhớ nha, xe mới thì nhiều, nhưng mà Wigo chỉ có một mà thôi. Nếu như các bạn thấy hợp lý những cái giải pháp vừa rồi Hơi Lớn chia sẻ thì nhanh tay nha. Hơi Lớn cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.